Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại làm như thế nào. Trong ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập ngồi chéo cáp seated low row. Đây là bài tập dành cho nhóm cơ chính là nhóm cơ xô. Ngoài ra, nó cũng tác động lên các nhóm cơ gồm bắp tay trước, lưng giữa và vai. Để thực hiện động tác này, bước thứ nhất, các bạn hãy ngồi lên ghế, đặt chân lên bàn đạp, chú ý để phần đầu gối hơi cong. Tiếp theo, chúng ta nghiêng người trong khi vẫn giữ phần lưng thẳng, nắm lấy tay cầm hình chữ V. Phần tay duỗi ra và kéo lại cho đến khi thân của bạn tạo với chân một góc 90 độ. Phần lưng các bạn để hơi cong, ngực ưỡn lên phía trước. Lúc này bạn nên có cảm giác căng cơ xô. Đây sẽ là vị trí bắt đầu tập động tác. Bắt đầu động tác, chúng ta giữ phần thân cố định và kéo tay cầm về phía thân cho đến khi tay chạm bụng. Ở giai đoạn này, các bạn hãy cố gắng siết mạnh cơ lưng hết mức có thể và giữ ở vị trí co cơ khoảng 1 giây. Rồi quay trở lại vị trí ban đầu trong khi hít vào. Với một mức luyện tập bậc cơ bản ban đầu, các bạn có thể tập làm 4 hiệp, mỗi hiệp 8 lần. Và giữa các hiệp chúng ta có thể nghỉ khoảng 2 phút. Tiếp theo, các bạn lặp lại động tác cho tới khi đạt được số lần yêu cầu và hoàn thành bài tập. Đối với động tác này trong khi tập, nếu không chú ý, các bạn sẽ mắc phải một số lỗi thường gặp. Đó là việc khi ngồi kéo nhưng lưng các bạn không thẳng, hoặc các bạn để lưng đổ dồn về phía trước quá nhiều, khiến cho lưng bị gù. Hoặc các bạn ngả ra sau quá nhiều. Lúc đấy thì các bạn đã dùng lực toàn thân để tập, chứ không còn tác dụng nhiều vào phần lưng. Bài tập của chúng ta bị mất hiệu quả. Bài hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.